khu cách ly tập trung trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tương Dương. Hơn 10 ngày nay, bé Lương Thị My sinh năm 2020 cùng mẹ đã dần quen với môi trường sinh hoạt mới. Không thoải mái tự do như ở nhà, song hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch, hai mẹ con cùng hàng trăm người dân bản Trăm Puông, xã Lượng Minh, nơi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của huyện, đều đồng thuận chấp nhận nghiêm các quy định. Ở khu cách ly, sự bỡ ngỡ và lo âu là không tránh khỏi. Những đứa trẻ như bé Lương Thị My còn có mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Còn với bé Seo Thanh Hà, chỉ vừa tròn 4 tuổi, đây là lần đầu tiên ra khỏi bản mà không có cha mẹ đi cùng. Bé tự làm quen và thích nghi, vượt qua rụt rè và sợ hãi ban đầu bằng sự quan tâm, động viên của cán bộ tại khu cách ly và những người xung quanh. Thì hiện nay Tương Dương đang tổ chức tiếp nhận và cách ly cho 230 công dân. Trong đó cái đặc biệt nhất trong cái đợt cách ly lần này thì có rất đông trẻ em, đến 105 trẻ em. Thì ngoài cái nhiệm vụ chung của chúng tôi đó là trực tiếp tổ chức tuyên truyền, rồi tổ chức hướng dẫn và phục vụ nhân dân, thì Ban Chỉ huy quân huyện và phối hợp với lực lượng bên ngoài để làm tốt công tác bảo đảm từ sữa, đường, sữa, rồi đến cháo cho các cháu, rồi đến quần áo, giày dép, rồi phối hợp với là phòng giáo dục và các điểm các cô giáo trên nhà trường vận động các cái sách vở thêm để cho các em tổ chức đọc thêm trong cái quá trình tổ chức thực hiện cách ly ở ngay trong phòng. Toàn huyện Tương Dương có 230 người đang thực hiện cách ly thì có 105 trường hợp là trẻ em. Riêng tại khu cách ly tập trung trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Tương Dương có 151 người thì có 71 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi. Tất cả đều là người khơ mú, tuổi nhỏ, song đã phải thích nghi với môi trường mới khi không có bố mẹ bên cạnh. Hàng ngày ở đây, các em đang thực hiện cách ly được phục vụ đầy đủ 3 bữa với thực đơn phong phú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, những cháu nhỏ tuổi còn được nấu cháo riêng, kèm thêm sữa tươi đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và khẩu vị được thay đổi hàng ngày. Xác định trẻ em là đối tượng đặc biệt cần phải quan tâm chăm sóc trong đại dịch COVID-19, cán bộ khu cách ly tập trung huyện Tương Dương đã tích cực hỗ trợ tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ mùa dịch.